Xin lỗi, tôi không cố ý tò mò chuyện của mấy người. Vì cửa không khóa, Thủy Tiên hãy đến bệnh viện gấp. Mẹ của Thủy Tiên đang được cấp cứu. Mẹ tôi à, ở đâu vậy? Bệnh viện Chợ Rẫy, đi mau, kẻo không kịp nữa đó. Mẹ tôi, mẹ ơi mẹ. Thủy Tiên, Thủy Tiên. Anh Thái, tôi đến đây để nói chuyện với anh. Cô muốn gì? Ai chặt tay bà Lệ Hải ở Vũng Tàu để cướp đi chiếc nhẫn hộp sòn 11 ly? Cô nói sao? Bộ ai đi Vũng Tàu cũng đều ăn cướp hết sao? Thì anh vừa tặng chiếc nhẫn hộp sòn cho Thủy Tiên đó. Tôi nói cho cô biết, cô đừng xen vào chuyện của tôi. Vết chém rất ngọt, bằng loại dao Mỹ rất bén. Loại dao đó chỉ có anh, tôi và những người trong nhóm Phượng Hoàng mới có. Và chỉ có anh mới có hành động xuất quỷ nhập thần như vậy. Cô nên nhớ, cô không được tìm hiểu những việc tôi làm. Cũng như cô đã từng ngã vào vòng tay của những người đàn ông khác, mà có bao giờ tôi nghĩ đến cô đâu. Nhưng khốn nạn thay vì tình yêu thì tôi chỉ yêu anh, nên tôi không thể nào quay mặt để cho anh ung dung cùng kẻ khác kết tình chung. Và nếu như tôi có giết cô cũng đừng quán hận, vì đã ngu si xen vào đời tư của Thái Sa Lêm. Anh là một con mồi, còn tôi là thợ săn. Anh chỉ có một con đường là ngã vào tay tôi. Trời đã giúp tôi để cho anh chém nhầm mẹ vợ. Hãy muốn dành khăn tang khóc tình hận dở dang. Khốn nạn! Chậm rồi, anh nên nhớ khi còn học ở Hawaii, anh bắn kém hơn tôi rất xa. Hy vọng lần sau anh sẽ ôm em, dò nát thân thể của em, để em được gân xiết trong vòng tay gắn chắc của anh. Anh Thái! Thôi đủ rồi, hãy cút khỏi đây ngay. Đi! Cái gì? Cút à? Khốn nạn! Khốn nạn! Kìa Thủy Tiên, mẹ có sao không em? Trời ơi, quà tình yêu đôi bàn tay của mẹ. Mẹ ơi! Thủy Tiên em! Đừng gọi tôi bằng ông Thanh Triều Mến đó nữa. Ông là một tên tướng cướp giết người. Ông đã lừa dối tôi, dẫm bỡ lên tình yêu trong trắng của đời tôi. Thủy Tiên, em nói gì mà anh không hiểu? Đừng đóng kịch nữa, hãy giữ chiếc nhẫn hộp sòn 11 ly đó. Và nên nhớ rằng giữa tôi và ông chữ yêu thương được thay thế bằng hai tiếng hận thù. Từ bây giờ về còn gặp nữa bao giờ. Người đàn bà bị mất một bàn tay, đó chính là mẹ ruột của tôi. Trời ơi, ông là con thú hay con người? Lấy bàn tay người nuôi dưỡng tình yêu. Tiếng ơi, bình tâm dần con bắn. Vẫn là anh vẫn chân chất hiền lương, nghe lời ai em có tội nặng nề. Thật là tội nghiệp cho anh, chuyện mẹ em
bị người ta hãm hại, anh sẽ tìm ra dạch mặt kẻ hung đồ. Anh xin em chớ quá lạnh lùng mà tội nghiệp cho anh. Thôi anh đừng nói nữa, anh hãy về đi. Thủy Tiên anh xin quỳ cho em quyền xử phân, nếu như anh tên dối gian giết người, tình yêu chân thành bao lâu mình đắm say, giờ bóng tan như mây khói trong gió quyền. Ôi bao lời hơn thương sao bây giờ xa xôi. Thủy Tiên ơi, anh như cánh én chao nghiêng lần xuống phương Nam để tránh cơn tuyết giá. Còn em là ánh nắng ban mai, là cõi cành xanh lá cho cánh chim nhỏ cô đơn có nơi về xây tổ ấm. Thì em ơi chớ dội ra đi, biến thành cơn bão cuốn xoay đời anh. Đừng đừng em ơi, đừng để giọt lệ đau thương làm tan mối tình thơ mộng. Đừng để trái ngàn giết chết chuyện ân tình. Tình đáng em như mặt hồ phẳng lặng, ai nỡ cây sóng gió ba đào. Thủy Tiên ơi, nếu em nghĩ anh là tên tội phạm, anh sẵn sàng chết trước mặt của em. Cuộc đời anh lận đận lao đao, dòi mắt nhìn đời lạnh lùng ác cảm. Tình yêu của em như giọt nhành dương kỳ diệu tươi mát, tình anh phơi với tình nồng. Trời ơi, lời đừng mật che giấu tấm lòng gian dối. Tôi thù anh pha lẫn khinh khi, tôi đã lầm yêu một kẻ yếu hèn, nghe cay đắng buốt tê đầu lưỡi. Thủy Tiên ơi, những lời kết án của em như ngàn dao nhọn, anh rã rời như kẻ bị phanh thây. Không, anh không hèn trước suy nghĩ của em. Anh vô tội thì làm sao anh nhận tội chứ. Một kiếp gió sương nửa đời ngang dọc khuấy nước dọc trời, chưa từng rúng sợ trước hiểm nguy. Em không tin anh sao? Lòng anh chân thật, anh không muốn em hiểu lầm để rồi làm tan vỡ tình ta. Tiếng ơi còn gì đau đớn xót xa, nhìn em rưng lệ trào sôi căm hờn. Thôi im đi, ông càng nói càng lộ ra chân tướng. Sự thật thế nào tôi đã rõ căn nguyên. Tôi thế từ đây mình vĩnh biệt, chôn chặt ân tình trong hờn quán triền miên. Thủy Tiên, em thôi ông hãy về đi, ông về đi. Thủy Tiên, em hãy cho anh biết ai nói với em anh là thủ phạm. Mai Chi. Mai Chi thì ra là con khốn nạn đó. Thái, anh hãy nghe cho kỹ đây. Từ đây cho đến hết cuộc đời này, đừng bao giờ anh cho tôi thấy mặt nữa. Vĩnh biệt. Thủy Tiên, Thủy Tiên. Mai Chi, mày dồn tao vào chân tường, vậy thì mày đừng trách tao độc ác. Thủy Tiên, em hãy tha lỗi cho anh.